Chào các bạn, hôm nay shop tên ở đây là mình như thường lệ sẽ giới thiệu một sản phẩm mới. Như các bạn nhìn đây là chiếc Lenovo ThinkPad, một sản phẩm cao cấp từ người Mỹ. Và hiện nay đã thuộc về hãng Lenovo của Trung Quốc. Mà các bạn nhìn thấy đây là biểu tượng chữ Lenovo. Còn đây là biểu tượng ThinkPad từ thời người Mỹ còn phát triển. Máy được thừa hưởng những nét đặc trưng của các dòng Lenovo ngày xưa, IBM ngày xưa, xin lỗi. Anh nhìn, máy rất là mỏng và nhẹ. Và hầu như là thiết kế không có gì thay đổi cả, các bạn có thể nhìn. Bàn phím thì vẫn như những thời trước của hãng ThinkPad IBM Mỹ. Bàn phím vẫn còn cái chuột ở bên giữa và tất cả các phím âm lượng đều được chỉnh như thế này. Máy có thể ngửa được 180 độ, các bạn có thể nhìn. Máy rất là nhẹ. Những bạn nào hay cần di chuyển thì những chiếc máy như này là vô cùng tuyệt vời. Dung lượng pin của máy có thể dùng được 4 giờ. Máy có tích hợp camera đây và nút power ở đây. Các bạn đang pad đây, âm lượng đo nào và phím nổi như thế này, dùng giữa và con chuột là có thể sử dụng được. Đây, chuột trái bên phải bên đây. Tất cả các dòng ThinkPad được gọi là những dòng tính năng cao và độ bền rất là cao. Mình có thể kiểm tra máy, cấu hình của máy bây giờ. Các bạn có thể nhìn thấy máy dùng vi xử lý Core i thế hệ 2, 2350M 2.3, 4 CPU, và RAM của máy là 4GB 133. Máy sử dụng card đồ họa HD Graphics 3000, 1696MB và độ phân giải của màn hình là 1366x768. Đây là cỡ màn hình 11.6, mà các bạn lưu ý là dòng này đã được tráng một lớp mà chống lóa ở trên màn hình. Đây có thể là cổng USB, các bạn nhìn đây. HDMI, và đây là khe tản nhiệt của máy, và đây là cổng VGA, thêm cổng USB nữa. Và đây là nút gạt Wi-Fi. Và đây là cổng USB bên này nữa. Máy các bạn lưu ý dòng này có khe cắm 3G. Chúng ta có thể dùng 3G bật lên, chúng ta sẽ dùng 3G được bình thường. Máy rất là mỏng nhẹ, phù hợp với những bạn hay cần phải di chuyển, cần dung lượng pin dùng lâu. Bạn có thể qua shop mình để xem hàng.